cho lên mạng. Bà Linh Thiên về cái vấn đề như thế nào á chú ba? Bây giờ thì bà không linh hồn nữa. Đó, bây giờ mới bây giờ bà tu rồi. Mới tu rồi. Chứ ngày xưa bà nói bà chết cái là cái kẹt bẻ cổ rồi. Chổng khu gì nè, đi vô, chồng chú ngược đi vô, chổng lấy đồ xong ra, ra cửa. Đứng dậy, thọc máu chết. Còn nhỏ, ba tôi còn kể lại đó. Dạ. Bà mà vô lấy đó, chồng tôi cược chở ra cửa là đứng dậy là thọc máu đó. Bà về mặt ngoài này, ra lộ nè. Dạ. Bà linh quá linh là sau này xin thôi, quay mặt trở vô. Chứ không cho dơ dòm ra lộ. Chưa ở ngang. Ở đâu không tin chứ ở đây tôi tin, tại vì tôi sống đất địa ở đây là tôi phải tin. Lúc tôi khổ tôi giái bà làm sao là tất nhiên tôi phải thực hành y như vậy. Bà không ủng hộ, không đồng ý những cái không những người mà làm việc mà buôn bán gian dối như vậy. Ví dụ chú mua ai cũng được, chú mua bỏ tiền, chú phải tiết tiền này. Còn tôi bán tôi lấy tiền là tất nhiên tôi đặng hơn, nhưng mà bà phải cho vậy. Bán cho vậy phải bằng ăn chân chánh 3 triệu hay là 10 triệu thì cái số tiền đó chú cầm lại được. Còn nếu mà chú gian dối 5 triệu 3 triệu đó có thể bà lấy hết luôn mà chú phải thiếu nợ luôn nữa. Mà linh lắm, nói chung là linh dữ lắm luôn, nhưng mà tôi nói chú nghe là có cái lòng là không tham lam là tất nhiên là bà cho hết trơn à. Rồi đó thì giờ khổ này kia cái nỗi là chú lợi sinh đi là bà cho hết trơn à. Bà cho hết trơn, bà cho chú mừng ăn khá giả. Cô ba bán bánh bò thốt nốt nha quý cô chú anh chị. Rất là nhìn rất là thơm ngon quý cô chú anh chị thấy không? Cảm ơn những lời chia sẻ của cô Năm ở tỉnh Biên. Cô rất là dễ thương và rất là mến khách. Quý cô chú anh chị có xem được clip của Di thì có vào nước Sam thì nhớ ghé ủng hộ cô Năm. Những bịch sâm rất là tốt cho gan nha quý cô chú anh chị. Và không thể thiếu là cái này là cái gì vậy chú? Dạ. Trái thốt nốt. Dạ, trái thốt nốt quý cô chú anh chị. Là ly thốt nốt đó. Giống sâm bổ lượng quá ha cô chú. Dạ. 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 Một ly như vậy là chú cô chú bán bao nhiêu tiền? 25.000. Dạ. Quý cô chú anh chị có xem clip của Di á thì ghé ủng hộ cô chú. Bây giờ cô chú thứ mấy à? Dạ chú ba. Dạ cô chú ba và dạ, cô ba và ghé ủng hộ chú ba và cô ba những ly nước thốt lốt rất là ngọt luôn nha quý cô chú anh chị. Di nhìn thấy là rất là trời giữa trời chưa nắng như vậy uống một ly rất là mát đó quý cô chú anh chị. Dạ. Dạ, đặc sản thốt nốt, đặc sản núi Sam hả cô? Dạ. Dạ. Chưa, chú ba buôn bán ở núi Sam mình lâu chưa chú ba? Lâu lắm rồi. Dạ, 10 năm rồi hả chú ba? Dạ. Dạ, hôm nay chú ba với cô ba bán đỡ không chú ba? Ngay được, không qua ngày. À, chú ba là dân địa phương mình ở núi Sam luôn hả chú ba? Dân trong kia mà ở nhà cậu ở đây. Nhà bàn ra đây bán. Nhà bàn ra chị ra đây bán. Dạ. Dạ. À, chú ba năm nay nhiêu tuổi chú ba? 67. 67 mà con thấy chú ba trẻ dữ ta. Chắc là do chú ba lao động buôn bán nên thấy chú ba với cô ba còn rất là trẻ luôn á. Dạ. Trẻ chú mấy dạ. Cho chú ba như cho con hỏi như là con có nghe vấn đề như là bà rất là linh thiêng mà con muốn biết là như là bà linh thiêng về cái vấn đề như thế nào á chú ba? Bây giờ thì bà không linh hồn nữa. Đó, bây giờ mới bây giờ bà tu rồi. Mới tu rồi. Chứ ngày xưa bà nói bà chết cái là cái kẹt bẻ cổ rồi. Vậy á hả chú ba?
thì con cũng có nghe những cái sự tích như vậy. Xưa đó, hồi thời đó đó, tôi còn nhỏ, ba tôi nói kể lại đó. Dạ. Bà mà vô lấy đó, chồng tôi cược chở ra ngoài cửa là đứng vậy là hấp máu đó. Là cũng như là một người ăn trộm vô vào. Dạ. Để vàng đồ của bà đó, ngày xưa đâu có ai bảo vệ được. Chồng khu gì nè, đi vô, chồng xuống ngược đi vô, chồng lấy đồ xong ra, ra cửa, đứng dậy, học máu chết. Vậy hả chú ba? Vậy là những cái mà, những cái lời truyền miệng, là những cái lời trong cái sự tích mà của bà, thì như chú ba với cô ba nói là như vậy là chính xác luôn hả cô chú ba? Còn chưa lên lắm. Dạ. Nhưng mà xưa không có bảo vệ như bây giờ. Không bảo vệ, không có ai đâu. Những người ít oi này kia thôi, ở coi chùa này kia chứ đâu phải như bây giờ. Giờ bà bớt rồi, lạnh tu bớt rồi. Chứ ngày xưa mà nói chuyện mà thấp thấp thì tôi vẫn chết rất ấm nhà. Dạ. Vậy á. Hồi xưa bà ngồi trên chùa, trên núi á. Dạ. Phải là ở đây. Dạ. Rồi sau này là bà đạp đồng lên là kêu chính ngữ đường kinh đó, rồi mới cho lên mới phiên bạc cũng được. Xuống tới đây là bà ghi xuống đây, là ở đây là tất nhiên là người ta phải thờ phụng. Không chịu đi nữa. Là không đi, là từ đó tới bây giờ. Sao lại lập thờ này kia thờ bà đi đó rồi gặp chú á, nó quan sơ lắm, nghĩa còn là không có người canh gác nhỏ lắm, bảo vệ á. Yeah. Đang nổi từ 1-2 tiếng trăm rồi, người ta đi lợi cúng quại giết bây giờ tới giờ. Yeah. Như con có nghe được một cái câu chuyện như là hồi xưa là đem bà về mà quay ngược bà ra ngoài lộ. Đúng mà rồi, những rồi. Ngày xưa mà cha mẹ mà hay vỡ con á là coi chừng bà bắt mày. Là như vậy là con là có là qua ngày sau là bà sẽ bắt đó, bà về mặt ngoài này ra đây giờ lộ nè. Dạ. Bà linh quá linh là sau này xin thôi quay mặt trở vô chứ không cho giờ dòm ra lộ xưa ở ngang nguy hiểm đi vô ngoài ai trịch với bà coi chừng chết xưa đó. Bây giờ bà cũng ngay đi tu rồi, bà bệnh tu rồi. Dạ. Như vậy là những lời đồn, những lời câu chuyện như về bà thì có sự thật, đúng sự thật nè, hả chưa cô chú? Dạ. Nghe đồn chú nói gì là ngày xưa có đó. Dạ. Vì là bà rất là linh thiêng luôn. Linh thiêng lắm, mới đầu bài về linh thiêng. Dạ. Mà hồi xưa chú khổ hoặc cái gì đó, chú lợi thân giai bà là cho trời mà. Dạ. Chưa ơi, còn linh nữa mà bây giờ mà chú phải là cứ như cái lần của chú á, không có tham lam, không có ngu sĩ thế thần thì tất nhiên bà cho hết trơn à. Còn mấy người mà này kia đó ha, là không có được, vô sinh không được, là bà không có độ. Rồi bây giờ chú nói chú nghe là bây giờ á, coi như là ngoài chùa thì có quỷ sứ, cho nên bây giờ bà cũng tu bớt rồi. Bớt có nghĩa là hồi đó thì giờ khổ này kia cái nỏ là chú lợi sinh đi, là bà cho hết trơn à, bà cho hết trơn, bà cho chú mần ăn khá giả rồi cúng kiến này kia cái nọ. Cho nên bây giờ á, khách giảng lai người ta cũng vẫn là cái noi theo cái lúc mà người ta mần ăn được á, người ta lợi cúng kiến này kia cái nọ đó, là tất nhiên người ta phải noi theo cái đó là người ta cúng hoài đó. Cho nên mà bây giờ á, nói chung ra là bây giờ chú ơi một phần á, chứ ba còn có hai phần, có nghĩa là bớt rồi. Phải không linh đâu nghe chú, nói thiệt chứ chú không phải là không linh, bà linh dữ dằn lắm. Nhưng mà đó tụi đâu có bán cái vụ này, bán trái thuốc lốt nghe, khổ quá khổ, tôi lên xin bà, tôi trái bà về á, tôi trả nợ xong xuôi rồi là tôi nghĩ bán lốt là bà cho tôi bán mỗi ngày tôi bán vẫn bán trả nợ xong rồi là tôi nghĩ đó là bà linh luôn, bà linh lắm, nói chung là linh dữ lắm luôn. Nhưng mà tôi nói chú nghe là có cái lòng là không tham lam là tất nhiên là bà cho hết trơn à. Còn cái người tham lam á, bà không có cho đâu, nói chung là bà không có cho. Làm gian dối này kia, làm ăn gian dối này kia cái nọ đó là không có cho. Yeah. Nhưng mà phải chú xin như thế nào, ví dụ đi chú xin bây giờ cho tôi xin trả nợ hết là cái ngày này tôi nghĩ là tất nhiên tới cái ngày mà cho chú trả nợ, cho chú có tiền có bạc cái chút đỉnh đó, là chú nếu chú không có nghĩ á,
là sau này bà lấy lại hết trơn. Còn nếu mà chú nghĩ á, là cái của chú, bà cho chú mà ăn có tiền có bạc á, là chú phải cầm lại được. Còn nếu mà chú gian dối rồi là rồi, chú gian dối là bà lấy lại hết trơn, bà sẽ làm như thế nào cho chú cái gì hay là cái gì đó phải tiêu tan hết cái đồng tiền đó. Còn như là mạnh, cái nghĩa là mình gái thì sao thì mình y như vậy á. Cái lòng mình giá hay sao thì mình đi vậy á, là cái đồng tiền chú mần có thể ví dụ nha 5 triệu hay là 3 triệu hay là 10 triệu thì cái số tiền đó chú cầm lại được. Còn nếu mà chú gian dối 5 triệu 3 triệu đó có thể bà lấy hết luôn mà chú phải thiếu nợ luôn nữa. Cái gì đó. Bởi vì cái lúc này lúc bà linh lắm. Theo lời cô bà kể thì quý cô chú anh chị cũng đã nghe rõ về bà rất là linh thiêng nha quý cô chú anh chị. Nói tôi nói thiệt với chú nha, ở đâu không tin chứ ở đây tôi tin, tại vì tôi sống đất địa ở đây là tôi phải tin. Lúc tôi khổ tôi giái bà làm sao là tất nhiên tôi phải thực hành y như vậy. Chứ mỗi lần tôi đâu có bán cái này, tôi bán trái thuốc lốt á, trái thuốc lốt tôi nói thiệt với chú nha, 1 kg tôi cũng là được 10 ngàn, mà ngày tôi bán 20 kg tôi cũng được 200 ngàn. 200 ngàn tôi cũng đủ sống nữa. Nhưng mà cái sống của tôi đó là tất nhiên là không có, có nghĩa là không có đủ trả nợ. Nói chung là không có đủ trả nợ. Cho nên mình phải giái bà. Mình lên mình khấn nguyện giái bà cho mình tội nguyện. Rồi xong rồi là mình nói mình nghỉ. Nghỉ cái ngày này là tất nhiên mình phải nghỉ. Vì chú biết tại sao mà tôi phải nghỉ không? Tại vì á, cái thuốc lốt á, cứng á, đừng hút giặt á. Cái nghĩa là tôi mua 10 ngàn, hoặc tôi mua 15 ngàn. Tôi phải bán 30-35 ngàn. Đó, tôi nói thẳng với chú biết luôn là 30-35 ngàn. Với giá lại á, thằng cái cộng cái mà chốt mà làm cái chuyện mà tổn đức á, cái này có nghĩa là không cơm ăn á, cho nên tôi không dám mặn nó. Tại gì á, chú biết tại sao không? Một là chú cái mềm á, cái cứng á, ví dụ chú mua ăn không được, chú mua bỏ tiền, chú phải tiết tiền này. Còn tôi bán tôi lấy tiền là tất nhiên tôi đặng hơn, nhưng mà bà phải cho vậy, bà phải cho vậy, phải bằng ăn chân chánh đó. Mình thử ra từ cái chỗ đó là chú phải làm ăn làm sao mà cho nó chân chánh mới là mình mới cầm được cái đồng tiền đó. Chứ bằng ăn giả dối không làm mà không lấy được đâu chú ơi, giả dối là không có cầm được cái đồng tiền đó. Như theo lời cô ba nói là cô ba đã nằm trong cái tình huống là trong cái việc buôn bán thì có thể là cho con xin phép là xin lỗi cô con, cũng như là như cô ba nói là cái từ là nó cũng như là buôn bán gian dối đúng không cô ba? Dạ. Là bà không ủng hộ không đồng ý những cái công những người mà làm việc mà buôn bán gian dối như vậy. Trong tình huống này thì cô ba đã gặp và rất là tin tưởng bà chú xứ nha quý cô chú anh chị. Phải tin tưởng mới được, không tin tưởng không được đâu. Tại vì bà quá linh. Nhưng mà mình nói đâu mình phải thực hành đó. Chứ không phải nói rồi bà cho rồi cái làm theo ý của mình cũng được. Con rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cô ba và chú ba. Con xin chúc cô ba chú ba thật nhiều sức khỏe và buôn mai bán đất. Dạ. Con rất là cảm ơn những lời chia sẻ về bà chú xứ, nghe được và hiểu được về miếu bà chú xứ rất là linh thiêng. Dạ, con xin rất là cảm ơn cô ba và chú ba. Dạ. Còn đây là cô ba bán bánh gì ạ? Bánh bò thốt nốt. Đây là cô ba bán bánh bò thốt nốt nha quý cô chú anh chị. Rất là nhìn rất là thơm ngon quý cô chú anh chị thấy không? Không chắc bây giờ mua tiếp chỗ bánh bò đây. Dạ. Một cái bánh bò như vậy là bao nhiêu ạ cô ba? 5 ngàn ạ cưng. Dạ, chỉ có 5 ngàn thôi nha quý cô chú anh chị. Và đây là đường thốt nốt. Đường thốt nốt để mình làm gì cô ba? Cá, nốt chè. Nốt chè đủ thứ mình nấu mà trà. Dạ. Nấu kho cá rất ngon. Dạ. Theo cô ba nói là đường thốt nốt là kho cá và làm những cái món ngọt
như chè đồ cho quý cô chú anh chị đó, rất là thơm ngon nha quý cô chú anh chị. Dạ. Một bịch như vậy là cô ba bán bao nhiêu ha cô ba? Chỉ có 20.000 thôi nha quý cô chú anh chị, rất là ngon luôn nè, rất là nhiều. Chỉ có 20.000 thôi ha. Quý cô chú anh chị có đi núi Sam và ghé đi đường bưu điện vào ghé ủng hộ cô ba chú ba. Cô ba thì bán bánh thốt nốt và đường thốt nốt nha quý cô chú anh chị. Sẵn đây thì quý cô chú anh chị có đi ngang thì có mình giữa trưa nắng mình có khát nước và mình uống những ly chè thốt nốt để mà giải khát nha quý cô chú anh chị. Ghé ủng hộ chị, đây là cũng là cháu của cô ba chú ba. Con xin rất là cảm ơn cô ba chú ba thật là nhiều ạ. Chúc cô ba chú ba thật nhiều sức khỏe và vô mai bán đất ạ. Dạ. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cô ba chú ba. Rất là thật thà, người con ở Châu Đốc, Núi Sam, buôn bán rất là dễ thương và hòa đồng. Cho lên mạng. Bởi vì không ai chịu nữa.